Chào anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái dòng van cơ thế hệ mới của hãng Ulrich. Thì đây là một cái dòng van tương tự như là cái dòng van Nest FX8 mà là khá là quen thuộc hiện nay trên thị trường âm thanh. Thì mình sẽ mở hộp cái chiếc van này ra. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái cuốn sách ha, chắc có thể là sách hướng dẫn bằng tiếng Anh, và sẽ có một cái giấy gì đây ghi bằng tiếng Trung, đại khái là vậy thôi. Và kèm theo là chúng ta sẽ có một cái con tua vít để chúng ta vặn cái núm volume của cái chiếc van. Rồi tiếp theo mình sẽ có một cái sợi dây nguồn, và phần chính là đây là chiếc van. Rồi đây là mặt trước. Thì hình dáng kiểu dáng của nó thì tương tự như cái dòng van Nest FX8 mà chúng ta thường thấy thôi. Nhưng mà đây là trong cái xu thế là cái dòng van FX8 nó trên thị trường nó nhái quá nhiều. Thì hôm nay mình thử nhập một cái dòng Oris. Oris thì cũng là một cái thương hiệu có tiếng ở trong cái lĩnh vực âm thanh. Thì mình sẽ cùng review mặt trước của chiếc van này. Thì đây, đầu tiên chúng ta sẽ có cái logo thương hiệu ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái hai cái đường vào mic 1, mic 2 và hai cái nút chỉnh volume cho mic 1, mic 2 và mic 3, mic 4 luôn. Thì mic 1, mic 3, mic 4 nó sẽ nằm ở phía sau. Thì tí mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có là cái bốn cái đèn LED ha, báo cái tín hiệu ngõ ra của đường ML, MR, nghĩa là left right, trái phải của đường center và của đường sub. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có một cái nút nhấn là FBX, nghĩa là feedback Detroit ha. Cái này là cái phần chống hú ha, các bạn có nhấn on off là sự xài chống hú hay không. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có phần chính, các nút chỉnh chính thì chúng ta sẽ có chia thành 3 phần như sau, bao gồm là Echo, Mix và Music. Cái phần Echo là cái phần hiệu ứng của tiếng hát ha, thì nó sẽ bao gồm các giá trị như là Delay, Repeat, Bass, Mix, Treble của tiếng Echo. Tiếp theo là tiếng Mix thì nó sẽ cho chúng ta sẽ chỉnh thêm ba theo cái gì ba dải tần số quen thuộc, đó là Bass, Mix và Treble, Bass chung Treble. Và tương tự ha, phần nhạc cũng là ba cái cần volume để chúng ta chỉnh bass chung chép, chúng ta sẽ khá quen thuộc trên cái chiếc amply truyền thống trước như trước giờ chúng ta sử dụng. Thì đây là cái dòng van cơ, cho nên nó hầu như nó sẽ chức năng sẽ tương tự như cái chiếc amply mà thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ có bốn đèn led này, nó sẽ để chữ là USB, BT, Bluetooth, Optical cổng quang và AUX là jack bông sen, jack AV. Thì đây chúng ta sẽ có nút input ha. Khi chúng ta nhấn nút này thì cái đèn led nó sẽ di chuyển từ di chuyển giữa các cái đèn led này ha. Thì khi cái bóng đèn led nào sáng ở cái ngõ nào thì lúc đó chúng ta đang sử dụng cái ngõ đầu vào ở cái nút đèn led đó. Ví dụ các bạn muốn xài theo đường Bluetooth thì các bạn sẽ nhấn cái nút input cho đến khi cái đèn ở chữ BT nó sáng lên, thì khi đó các bạn có thể sử dụng chức năng phát nhạc từ thiết bị Bluetooth. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái cổng USB và ba cái nút quen thuộc là nút này, nút play, nút lui và nút tới. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có ba cái cần volume, ba cần volume cho echo, mix và music nhạc.
Thì ba cần volume này là nó vặn, nó có giới hạn nha các bạn. Nó giống như volume của âm ly vậy đó, chứ nó không phải là một cái dòng volume là gì vặn vô cực như những cái chiếc vang số mà chúng ta thường thấy. Rồi bây giờ mình sẽ quay sang mặt phía sau. Đây là tổng thể về cái phía sau. Thì cụ thể là chúng ta sẽ có một cái đường dắt để chúng ta sẽ nối cái cổng đực của dây nguồn, hay chúng ta sẽ nối cái dây nguồn hồi nãy vào. Thì đây là điện 220 đến 240V, công tắc nguồn on off. Thì đây tiếp theo chúng ta sẽ có cái phần input. Thì đây nó sẽ có ba, ở đây nó sẽ có cho chúng ta là ba cái đường input. Thứ nhất là đường bằng dắt, đây các bạn, đây là đường bằng sắt AV nha, AUX, thì như những cái chiếc âm ly truyền thống thôi. Đây là cái anten của cái đường kết nối bằng Bluetooth, và đây là cổng optical, cổng quang. Thì chúng ta sẽ có một cái nút music volume, chúng ta sẽ chỉnh được cái ngưỡng tín hiệu đầu vào để đi vào chiếc van cơ này. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có cái đường sub, sub thì nó sẽ có một cái đường mono bằng sắt canon đi ra ngoài. Thì nó sẽ có hai nút volume, một nút là chỉnh cái độ lớn của cái tiếng sub, một cái là chúng ta sẽ chỉnh cái tần số cắt của tiếng bass. Nghĩa là ở đây nó sẽ cho phép chúng ta cắt là từ 50 Hz đến 250 Hz. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái đường center, cũng là đường mono bằng jack Canon luôn. Thì đây nó sẽ có hai, một cái nút nhấn là music hoặc mix. Khi các bạn chọn cái music á, thì chỉ có tiếng nhạc đi ra cái cổng center thôi. Khi các bạn chọn mix thì chỉ có cái tiếng hát chúng ta ra cổng center mà thôi. Thì tùy tình huống mà các bạn sử dụng. Rồi đây sẽ có một cái độ lợi ha, nghe là độ lớn của cái tín hiệu ra đường center. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có hai cái đường ra lo chính, đây là left right output, chúng ta sẽ xuống lọc xì hoặc chúng ta sẽ xuống thẳng âm ly, vân vân. Rồi đây là có đường red out, đây là một cái đường ghi âm, giống như là nó sẽ chứa các tín hiệu ra ngoài, các bạn có thể dùng để ghi âm, vân vân. Đây chúng ta sẽ có một cái nút chỉnh tiếng độ lớn của tiếng mic. Và đây chúng ta sẽ có hai đường mic, thật ra là tới ba nha các bạn. Thì đường mic số 3 và đường mic số 4 thì nó chia làm hai đường, là mic một đường là jack Canon, một đường là jack Sony. Rồi tổng thể là chiếc van này nó đơn giản vậy thôi. Thì hẹn các bạn ở video tiếp theo, mình sẽ test về cái nhạc và tiếng micro karaoke của chiếc van này. Rồi xin các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy comment bên dưới, hoặc nếu quan tâm đến sản phẩm này thì có thể kết bạn Zalo mình qua số điện thoại là 0908 272812, thì để xem các sản phẩm review audio bên mình. Rồi xin cảm ơn các bạn, chào các bạn, hẹn các bạn ở video tiếp theo.